Thưa quý vị, vào tối qua, giải thưởng Ngôi sao xanh gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm vừa qua. Giải thưởng Ngôi sao xanh gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay được biết đến là một trong những sự kiện lớn nhất dịp đầu năm 2024. Những bộ phim vai diễn trong và ngoài nước ra mắt từ trung tuần tháng 11 năm trước đến trung tuần tháng 11 năm sau đều có cơ hội góp mặt trong đề cử của Ngôi sao xanh. Ngôi sao xanh không chỉ là sân chơi của các tên tuổi gạo cội làng phim ảnh, mà còn đem đến nhiều cơ hội cho những gương mặt trẻ được công nhận, tỏa sáng và lần đầu ghi dấu ấn trên trường nghệ thuật. Bên cạnh những giải thưởng do khán giả bình chọn, giải thưởng Ngôi sao xanh còn có hội đồng nghệ thuật chấm điểm. Năm nay, khán giả đã được thấy cuộc chạy đua căng thẳng của loạt phim vai diễn từ trong nước đến quốc tế nhằm giành được chiếc cúp danh giá này. Đặc biệt ở mùa giải kỷ niệm 10 năm lần này, Ngôi sao xanh tiếp tục tạo nên bước ngoặt lớn khi đón chào và trở thành đối tác đồng hành cùng giải thưởng truyền hình châu Á Asian Television Award 28 ATA, góp phần phối hợp tổ chức thực hiện lễ trao giải ATA diễn ra tại Việt Nam vào ngày 12 tới 13 tháng 1 năm 2024.